Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tô Màu của mình. Thì hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh về một chú lợn ở dưới là một bác sĩ đang khám bệnh nha mọi người. Xin mời mọi người hãy theo dõi video của mình để xem mình tô màu bức tranh này sẽ như thế nào nhé. Ủn à, ủn ỉn, chín chú lợn con ăn đã no tròn. Nên là chúng ta có một tính bình đẳng hơn là cái phát triển kinh tế nhà nước kiểu mới có nền văn hóa và đảm bảo các dân tộc trên toàn thế giới. Và đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tô màu bức tranh tiếp theo nhé. Bye bye.